Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình nhé. Thì trong cái video trước thì mình có làm một cái video hướng dẫn à, cũng như là à, giới thiệu cơ bản về cái tool à, auto kiếm rúp trên cái website Aviso các bạn. Ở đây, đây là cái video mà mình đã xuất bản cách đây 2 tuần. Thì trong cái video đó thì mình cũng có nói, cũng có hướng dẫn cơ bản thôi, cũng chưa có làm chi tiết về cách tạo tài khoản trên tool như thế nào và làm sao nó chạy được nhiều tài khoản luôn trên cái tool đó. Thì trong video này à mình sẽ làm chi tiết tạo tài khoản trên tool và chạy luôn cho mọi người xem nhé. Thì cũng có rất là nhiều bạn cũng thắc mắc là không tạo được tài khoản trên tool. Thì bây giờ mình sẽ làm cũng như hướng dẫn tất cả các bạn luôn nhé. Rồi chúng ta cùng bắt đầu. Thì để mà tạo được tài khoản trên tool, các bạn phải chuẩn bị cho mình đó là Gmail và proxy nhé proxy thì các bạn có thể mua ở các dịch vụ họ bán các proxy mà các bạn mua thì các bạn lưu ý mua cho mình proxy à riêng proxy cá nhân đó mọi người chứ đừng có mua proxy xe nhé proxy xe thì khi các bạn tạo ạc aviso nếu lỡ có bị trùng với người khác thì sẽ bị ban ạt nên các bạn lưu ý nhé thì mình có bán proxy luôn nếu các bạn nào muốn mua proxy chất lượng mà giá rẻ thì liên hệ với mình uh, theo cái thông tin mình để dưới phần mô tả cái video nhé rồi, thì bây giờ mình sẽ mở tool lên. Ở đây mình đã mở tool sẵn. Thì các bạn tải tool về. À, link tool mình để trong cái bài viết này. Trên cái bài website của mình đây. Mình cũng để link dưới phần mô tả luôn. Các bạn à, à, truy cập vào. Sau đó các bạn bấm download ở đây. Là download, download tool về các bạn nhé. Bản mới nhất mình để đã cập nhật trong cái bài viết. Trên website của mình rồi. Rồi bây giờ các bạn mở tool lên. Thì à, khi các bạn mở tool lên. Thì ở đây các bạn thấy nó có 10 cái dòng như thế này, tương ứng với 10 tài khoản. Và bây giờ làm sao để tạo tài khoản trên tool? Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo nhé. Rồi thì ở đây mình có tạo sẵn 5 cái tài khoản rồi. Thì bây giờ mình tạo cái tài khoản thứ sáu tương tự các bạn cũng tạo như mình thôi. Nó tạo lần lượt. Nếu các bạn có 10 proxy thì tạo 10 tài khoản tương ứng với 10 cái Gmail khác nhau và 10 cái proxy khác nhau và user game khác nhau các bạn nhé. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Rồi bây giờ mình sẽ tạo tài khoản này. Thì để tạo tài khoản, bây giờ mình sẽ tạo tài khoản thứ sáu, tài khoản Aviso thứ sáu các bạn nhé. Thì các bạn tích vào cái ô đây cho mình nè. Đó, các bạn gõ số 6 vào đây. Rồi sau đó các bạn tích vào cái ô vuông này cho mình nha, tích vào. Rồi, ở cái phần răng cưa này các bạn click vào. Rồi, các bạn tích hết những cái mục này cho mình nhé. Rồi, đó. Thì những cái mục này là lúc trong video trước mình có nói rồi là mình tích vào để cho tool nó làm nhiệm vụ thôi làm nhiệm vụ xem video cũng như là lướt web các bạn nhé rồi ở cái phần này là cái mục auto thanh toán này thì các bạn chọn bay Việt Nam mình thì rút về bay các bạn nhé rồi ở đây là cái số lượng mà khi đạt được cái số rút nhất định mà các bạn tôn các bạn muốn tôn nó tự rút thì các bạn nhập vào đây ví dụ khi đạt 10 rút các bạn muốn rút về thì các bạn nhập số 10 ở đây nhé nhưng mà để auto rút thì các bạn phải xác minh số điện thoại xác minh số điện thoại thì tôi nó mới auto rút được nhé còn nếu không nó khi nó bấm vào thanh toán thì nó sẽ không rút được đâu nên mà để mà uh, rút tôi nó rút auto về ví cho các bạn thì các bạn phải xác minh tài khoản trước và rút một lần đầu tiên trước sau đó tôi nó mới auto rút cho các bạn được nhé rồi thì ở cái mục này ở cái mục à uh, cái này cái này mình tạo rồi cái số 6 này mình tạo rồi bây giờ mình sẽ tạo số 7 nhé số 7 rồi tương tự các bạn click vào ha click vào nè rồi những cái tạo rồi thì các bạn nhả ra cho mình để cho các bạn khỏi lắng lộn nhé rồi bây giờ mình sẽ tạo số 7 nè đó các bạn tích vào sau đó tích vào răng cưa nha tích vào hình răng cưa rồi sau đó các bạn tích vào đây cho mình rồi rồi phần này mình vừa giới thiệu xong rồi cái phần này mới là quan trọng các bạn đây là cái phần IP đó nghĩa là cái phần proxy đó các bạn rồi thì bây giờ mình sẽ lấy proxy mình dán vào Ở đây mình đã có sẵn proxy các bạn nhé Rồi mình sẽ dán proxy vào ha Dán proxy vô nè Rồi ở đây Rồi đó Cái phần user gen User gain thì các bạn lấy trên mạng về Các bạn chỉ cần gõ user gain là nó ra Quá trời user gain cho các bạn chọn luôn Và các bạn để ý chọn cho mình cái user gain. Nó có cái phiên bản mới nhất ở đây các bạn chọn user game thì các bạn có thể là chọn Windows các bạn nhé trình duyệt Windows nhé đây nó có để này trình duyệt Windows nè computer nè và ở đây là cái số này cái dòng số này cái dòng số phiên bản của user game thì các bạn nên chọn cái user game uh, nào mà nó mới mới một chút xíu các bạn nhé tầm 70 phiên bản 70 trở lên chẳng hạn đó rồi thì ở đây mình sẽ chọn một cái user game Rồi mình sẽ chọn cái user Game này. Rồi bây giờ mình sẽ bấm copy thôi. Bấm copy nè. Nó copy link address. Sau đó mình sẽ dán vào cái một user Game ở đây các bạn nhé. Dán vào. Đó. Sau đó các bạn bấm vào cái nút màu xanh ở đây. Bấm vào đây nhé. Rồi thì nó sẽ lưu lại những cái thông tin mà bạn đã làm ở đây rồi thì nó sẽ lưu lại. Các bạn nhớ bấm ở đây nhé. thì nó mới lưu lại nhé. Rồi sau đó các bạn bấm trở về. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào cái nút màu xanh ở đây nhé, bấm vào. Đó. Thì ở cái dòng này các bạn gõ cái địa chỉ Gmail mà các bạn muốn tạo tài khoản Aviso. Thì ở đây mình đã có sẵn Gmail, các bạn đang tạo sẵn Gmail nhé. Gmail thì các bạn tạo không cần fake proxy đâu, các bạn tạo bình thường thôi. Đó, sau đó các bạn dán vào. Rồi ở đây thì cái password của Gmail, các bạn gõ vào nhé. Rồi sau khi các bạn nhập Gmail cũng như là pass của Gmail vào thì các bạn bấm vào cái nút màu xanh ở đây cho mình ha. Bấm vào. Rồi, sau đó các bạn bấm vào nút trở về ở đây. Đó, bây giờ nó đã lưu sẵn thông tin trong này rồi. Các bạn các bạn thử bấm lại nè. Đó, nó lưu sẵn thông tin rồi. Ok. Rồi, bây giờ các bạn tiếp tục các bạn bấm vào cho mình lại cái nút màu xanh ở đây ha. Đó, nút màu xanh ở đây. Rồi, sau đó các bạn bấm vào cho mình cái dòng màu đỏ ở dưới ha. Đó, bấm vào. Ok. Bây giờ các bạn đợi một chút thì tool nó sẽ mở cái trình duyệt lên cho các bạn nè. Ở đây à, nó sẽ chạy và mở trình duyệt lên cho các bạn nhé. Đó nó chạy á, đó. đó. Các bạn thấy không? Nó mở trình duyệt nè, đó. Đó. Thì ở đây nó xuất hiện cái dòng nó bảo các bạn nhập user và password của Vproxy. Thì các bạn chỉ cần nhập user và cái password của Vproxy mà các bạn muốn tạo acc Aviso. Đó. Thì khi các bạn mua Vproxy thì họ sẽ cấp cái user và password cũng như khi các bạn mua VPS bên mình thì mình cũng sẽ cung cấp tương tự như vậy. IP bot và user pass. Rồi bây giờ mình sẽ lấy user pass mình dán vào. Rồi. đúng vào. Rồi sau đó mình sẽ bấm vào cái hình màu xanh ở đây, đó, cái nút màu xanh ở đây, Các bạn bấm vào. Đó. Thì nó đó, sau đó các bạn bấm lưu lại cũng được. Rồi, đó thì nó sẽ lập tức truy cập vào cái trang web Aviso ha bây giờ các bạn chỉ cần mở lớn cái trình duyệt này lên đó mở lớn nó lên rồi bây giờ các bạn tạo tài khoản thôi rất là đơn giản rồi các bạn bấm vào cái nút đây để tạo tài khoản này rồi ở đây các bạn để ý cho mình là nhập cái user username của tài khoản rồi ở đây là địa chỉ gmail gmail mình lấy ở đây cho nó chính xác. Rồi mình sẽ nhập email vào. Rồi tương tự bắt buộc các bạn nhé. Bắt buộc. bắt buộc các bạn có thể lấy giống với bắt buộc Gmail để cho nó dễ nhớ cũng được. Rồi sau khi các bạn thông tin đăng ký tài khoản xong thì ở dưới này các bạn chọn cho mình. Ở đây các bạn chọn cho mình một cái 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 phơ các bạn nhé, cái người giới thiệu. Thì các bạn nếu mà các bạn mà không đăng ký theo link giới thiệu thì các bạn phải chọn ở đây. Còn nếu các bạn đăng ký thì các bạn đăng ký ủng hộ mình một link à lấy lên giới thiệu mình để với phần mô tả video các bạn nhé đó thì ở đây mình sẽ chọn một người rồi sau đó các bạn bấm vào đây đăng ký thôi rồi thì nó xuất hiện cái dòng màu đỏ như thế này nghĩa là nó báo bạn chưa click vào captcha đối với những cái proxy us thì các bạn phải click captcha các bạn nhé nói chung là khi nào mà nó xuất hiện dòng màu đỏ đó, thì các bạn phải cấp cha này thì các bạn mới đăng ký được. Rồi. Ok, bây giờ các bạn chọn hình thôi. Rồi, các bạn tạo tài khoản. Ok, như vậy là các bạn tạo tài khoản thành công. Rồi, việc còn lại của các bạn là các bạn vào mail kích hoạt kích hoạt ngay trên cái trình duyệt mà tôi nó mở ra luôn nha các bạn rồi các bạn lấy mail các bạn đăng nhập vào rồi đăng nhập vào rồi bắt buộc Rồi, bấm vào đây ha. Bấm vào đây. Đây. Bấm vào đây để kích hoạt thôi, Rồi, kích hoạt. Ok, như vậy là kích hoạt xong cái cái tài khoản Aviso cũng như là tạo tài khoản Aviso trên Tool các bạn nhé. Rồi khá là đơn giản đúng không ạ? Rồi tương tự như thế các bạn tạo cho mình à, 10 cái tài khoản nhé. Đó, tại vì một Tool của Aviso thì chạy được 10 ạc trên một máy tính các bạn nhé đó rồi như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách các bạn tạo à, tài khoản à, aviso trên tool trên trình duyệt trên user again và kích hoạt à, tài khoản luôn trên tool trên trình duyệt của tool của các bạn nhé à, cứ như thế các bạn tạo nhiều tài khoản thôi đó mình thì mình sẽ làm hướng dẫn cho các bạn một cái như vậy thôi tương tự những cái tài khoản còn lại thì các bạn tương tự các bạn làm như thế nhé rồi rất là đơn giản như vậy thôi rồi bây giờ mình sẽ chạy, mình sẽ mở cho nó chạy các bạn nhé. Rồi mình sẽ tắt đi. Khi tạo xong thì các bạn tắt đi nha, tắt đi. Rồi, tắt đi luôn, tắt cái này luôn ha, tắt cái này luôn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ vào. Mình mở lại tool nè. Các bạn đợi một chút xíu tool nó mở lại nhé. ok tôi mở lên rồi thì đây, đây đó đó bây giờ các bạn lưu ý cho mình đó thì mình vừa tạo xong uh, cái tài khoản aviso trên tôn luôn đó các bạn lưu ý nhé tương tự như thế các bạn muốn tạo bao nhiêu tài khoản thì các bạn tạo đó thì bây giờ mình sẽ tạo, có sẵn đã tạo sẵn uh, tất cả là 7 tài khoản rồi các bạn đó đã có sẵn 7 tài khoản rồi thì các bạn tương tự các bạn tạo như thế nhé tạo đến uh, 10 tài khoản này trên một tôn đó nếu máy tính của các bạn mạnh thì các bạn có thể là nhân đôi cái tool này lên nghĩa là các bạn tiếp tục mở một cái tool mới nữa aviso mới nữa thì nó sẽ tiếp tục 10 tài khoản nữa đó nếu máy tính của bạn mạnh nhé rồi rồi bây giờ mình sẽ chạy nhé ok để chạy thì các bạn chỉ cần click vào các bạn muốn chạy tài khoản nào thì các bạn tích xanh vào cái ô vuông ở đây ha rồi bây giờ mình tích hết vào mình có 7 tài khoản này đó mình tích hết vào luôn đó mình tích hết vào đó ok thì tài khoản số 7 đây mình vừa hướng dẫn các bạn tạo trên tool xong đấy là mình tích cho chạy luôn ha. Mà sau khi các bạn tạo xong rồi thì các bạn lưu ý cho mình chút xíu nữa. Đó là các bạn tích lại cái, cái 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 ô màu xanh này này. Các bạn sửa lại cho mình. Tại vì cái cái tài khoản Aviso á thì cái username nó là không chứ không phải là gmail Này các bạn xóa cái đuôi à, còng gmail com đi. Rồi các bạn bấm vào cái nút màu xanh đây lưu lại cho mình ha. Rồi bấm trở về. Rồi bây giờ các bạn mở lên cho nó chạy thôi. Đây, bây giờ mình sẽ mở đó tích hết vào các bạn tích vào cái ô này cho mình ha rồi sau đó các bạn tích vào cái ô màu xanh này đó, các bạn tích vào nhé rồi mình giờ mình sẽ tích vào nè ok cho chạy nhé đó thì trên tôi nó báo này nó chạy một lúc bảy tài khoản các bạn thấy không một hai ba bốn năm sáu bảy rồi bây giờ các bạn đợi nó mở trình duyệt lên thôi nếu máy tính của các bạn mà cấu hình cao máy mạnh thì nó sẽ xử lý khá là nhanh nó sẽ mở trình duyệt lên rất là nhanh cái máy mình thì à, à, mở bảy tài khoản thì nó chạy cũng hơi đứa đuối, đuối chút xíu nhưng mà chạy ẩu đó nó mở đó đó bảy tài khoản đó ok đó mở bảy tài khoản này các bạn thấy không đấy các bạn thấy dưới nó chạy chạy không rồi cái này các bạn thu nhỏ lại thôi lúc nãy mình phóng to ra nó thu nhỏ lại đó các bạn thấy nè hai bốn sáu mới sáu cái thôi đó bảy cái này hai bốn sáu bảy cái đó bảy tài khoản là bảy cái trình duyệt các bạn thấy không ạ đó rồi các bạn lưu ý cho mình nè lưu ý cho mình đó thì khi mở trình duyệt lên lần đầu tiên các bạn phải nhập cái username và password của cái proxy. đó nó hiện ở trên này đó trình duyệt nào password nào đó thì nó nằm hết trên này cho các bạn này đó ví dụ như là cái proxy này thì nó sẽ hiện proxy trên này luôn đó thì các bạn nhập username và bắt buộc cho đúng vào nhé đừng có nhập lộn nhé đó thì khi các bạn nhập vào thì các bạn nên lưu lại trên duyệt luôn để khi mà tôi nó mở trình duyệt lên thì nó lưu sẵn cái username và bắt buộc của các bạn ở đây luôn này các bạn thấy không các bạn thấy chưa đó đó như của mình đây nó lưu sẵn rồi này bây giờ mình chỉ cần bấm nút bấm vào cái nút bóc này thôi nhé bấm vào cái nút này nút màu xanh ở đây thôi này các bạn để cho mình này bấm vào nè ha bấm vào này đó nó thì nó sẽ chạy vào tool luôn nó chạy vào aviso cho các bạn luôn nè đó thấy không đó nó vào luôn thấy không đó thì cứ thế bây giờ bắt đầu tool nó sẽ tự động nó làm hết mà các bạn không cần phải làm gì ha tương tự những cái trình duyệt còn lại cũng vậy các bạn nhé đây đó đó bấm vào đó cho nó đăng nhập vào như vậy thôi các bạn không có gì cả ha đó, các bạn để ý nó chạy vào đó thì cứ như thế các bạn chạy 10 tài khoản nhé hiện tại mình đang chạy 7 tài khoản này đó mình đang demo cho các bạn xem đây đó, đó bây giờ tôi nó làm việc thôi các bạn để ý tôi nó làm việc ha chờ một chút xíu nó sẽ làm việc lần lượt lần lượt nó sẽ làm việc hết đó thì các bạn muốn chạy cái trình duyệt nào tài khoản nào thì các bạn chỉ cần bấm vào đó bấm vào nút màu xanh này thôi cho nó đăng nhập username đăng nhập username và bắt buộc của proxy vào và nó sẽ chạy thôi đó, mình bấm vào thử cái nè đó à, các bạn thấy chưa đó tôi đang làm việc rồi các bạn nha rồi bây giờ nó đang chạy nè nó đang lướt video cho các bạn đây này đang lướt video này các bạn đó thì mình hiện tại mình chỉ bảy cái mà mình bảy bảy tài khoản mà mình đang cho chạy ba tài khoản thôi đây. Đó. Các bạn muốn chạy lần lượt từng tài khoản cũng được, không sao cả. Đó. Các bạn muốn chạy 10 tài khoản thì bấm hết vào. Đăng nhập username và password của hết vào cho nó chạy thôi. Đó. Привет, меня зовут Дмитрий. Сейчас я покажу вам, как зарабатываю по несколько тысяч рублей каждый день, используя P2P-связку, которая дает от 4 до 6% за каждый круг. Но перед этим хочу попросить вас регистрироваться по моим реферальным ссылкам. Вы от этого ничего не потеряете, а я заработаю дополнительные деньги. Для меня это будет лучшая благодарность с вашей стороны за то, что я поделился с вами такой... tại mình là đang làm video sợ nó dính bản quyền ha đó nó chạy xong nó tắt thôi rồi cái trường hợp này các bạn để ý cho mình nè cái trường hợp mà nó click vào video mà nó báo cái lỗi dòng màu đỏ đây thì các bạn không sao cả tại vì à, những video này nó không xem được các bạn á thì cứ để nó chạy như thế một lúc nó sẽ hết các bạn nhé đây dòng báo màu đỏ này không sao cả các bạn nhé rồi ok các bạn rồi như vậy là mình đã hướng dẫn xong cái cách mà các bạn à, tạo tài khoản trên tool và chạy nhiều tài khoản trên tool rồi các bạn nhé và các bạn lưu ý giúp mình thì mỗi tài khoản các bạn rút về một ví BE khác nhau BE thì chỉ cần mail là các bạn tạo được rồi nên các bạn không phải lo về ví BE các bạn nhé còn cái việc vấn đề mà xác minh số điện thoại thì các bạn lưu ý giúp cho mình đó là các bạn vào buổi tối thì các bạn nên nhắn tin cho support đây nó có cái hình đây các bạn nó có cái nút online ở đây chat support ở đây thì đa số là không nhận được mã khi xác minh số điện thoại thì nó có gọi điện để gửi đọc mã cho các bạn à, các bạn chỉ cần nhập bốn số đuôi của số điện thoại nếu gọi gọi về đó nhưng mà đa số là không không nhận được cuộc gọi thì các bạn chỉ cần chat support ở đây thôi ở video hướng dẫn rút tiền thì mình có nói rồi các bạn nha đó thì các bạn uh, lưu ý cho mình ha thì các bạn uh, chat support ở đây các bạn chỉ nhắn cho nó là hello vui lòng uh, uh, tôi không nhận được mã À, tôi không nhận được cuộc gọi Khi à, à, Khi xác minh số điện thoại ờ, Các bạn chỉ cần gửi cái ID ở đây nè Và cái username ở đây cho nó Thì nó sẽ tự động xác minh cho các bạn luôn Rất là đơn giản Sau đó các bạn rút tiền thôi Mình rút là 10 rút các bạn nhé Thì một tài khoản như thế này để chạy được tầm 15 đến 20 rút một ngày Đó Trên một tài khoản Cứ một máy là Cứ một tool là chạy được 10 tài khoản Trên một máy các bạn nhé Nếu máy các bạn mạnh Thì các bạn nhân đôi lên 20, 30, 40 Thì các bạn nhé rồi như vậy là mình đã hướng dẫn xong cái cách mà để chạy nhiều tài khoản rồi các bạn nhé. Chúc các bạn à, kiếm được thật là nhiều tiền với cái Aviso này. Và các bạn đừng quên like và subscribe channel của mình để theo dõi những video kiếm tiền mới nhất các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.